chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của BenQ với cái mã sản phẩm là W1070 Plus. Thì đây là dòng sản phẩm máy chiếu cao cấp được dùng để giải trí xem phim. Cái chiếc máy chiếu này mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Thì ở cái video clip ngày nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm xem phim trên cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này để xem coi cái khả năng trình chiếu hình ảnh trên màn chiếu cũng như là cái chất lượng hình ảnh khi sử dụng cái chiếc máy chiếu này nó ra sao. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cái ống kính lại về cái màn chiếu để cho các bạn trải nghiệm xem phim. Thì để không tốn nhiều thời gian cho việc kết nối thì mình đã kết nối sẵn cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này với cái chiếc đầu phát camera Q14. Thì mình sẽ sử dụng cái chiếc đầu phát camera Q14 để phát những bộ phim HD cũng như là 3D. Để thông qua đó bạn có thể thấy được cái khả năng trình chiếu cũng như là cái chất lượng hình ảnh khi sử dụng cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này trên màn chiếu nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở một vài bộ phim cho các bạn xem. Thì đây là dòng máy chiếu cao cấp hỗ trợ giải trí xem phim rất là chất lượng. Bạn có thể sử dụng cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này cho những cái phòng chiếu phim kinh doanh nhỏ hoặc là cho cái rạp chiếu phim tại gia đó, đều rất là phù hợp và chất lượng. Thì mình sẽ mở một cái bộ phim HD trước để xem coi nó như thế nào. Thì có thể qua những cái video này bạn không thấy được hết được cái chất lượng cũng như là cái khả năng trình chiếu khi sử dụng cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này. Thì để có những cái trải nghiệm tốt nhất cho bản thân thì mời bạn đến Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất đó. Và dĩ nhiên là việc trải nghiệm này hoàn toàn miễn phí. Thì đây mình chưa chỉnh lại cái ngôn ngữ trên cái chiếc đầu phát cho nên cái phụ đề của nó hơi bị lỗi một tí, lỗi phong. Nhưng anh thấy là cái chất lượng hình ảnh rất là đẹp, rõ nét đến từ chi tiết. Thì ngoài những bộ phim HD thì cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này nó còn hỗ trợ cả những bộ phim 3D side by side, top bottom rất là ấn tượng. Thì tí xíu nữa mình sẽ mở cho các bạn xem. We have a fully functioning auto shop, just like you find in the outside world. Each team has their own shop. We don't help them. Rồi, thì mình sẽ mở cái bộ phim 3D cho các bạn xem. Đế chế Ultron. Thì đây là dạng 3D side by side cho nên chúng ta cần phải chụp hình lại. Thì để chụp hình thì chúng ta vào cái nút menu trên cái chiếc máy chiếu hoặc là trên cái nút remote để chỉnh sang cái chế độ 3D. Thì mình bấm cái nút menu trên cái chiếc máy chiếu thì bạn có thể bấm trên remote cũng được và chuyển sang cái chế độ 3D bằng cách là bấm OK ở đây. Đó, và chọn sang cái chế độ side by side ở đây. Report to your stations immediately. This is not a drill. Đó, thì như bạn thấy là cái hình ảnh nó đã chặt lại rồi. Thì việc xem những hình ảnh 3D bằng cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này phù hợp với nhiều loại kính 3D của các thương hiệu kính khác nhau, cho nên bạn không cần phải quá lo lắng vì sự không phù hợp của những cái loại kính 3D hiện nay trên thị trường khi sử dụng cái chiếc máy chiếu BenQ W1070 Plus này để xem những bộ phim 3D. Thank you.